Thư viện sách nói Alpha Books xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bản review sách của Alpha Books được tóm lược cẩn trọng nhằm làm nổi bật các ý tưởng cũng như chiến lược của tác giả. Qua đó, cung cấp cho quý độc giả một cái nhìn tổng quát cùng kiến thức trọng tâm của một tựa sách. Tinh hoa lãnh đạo. Những gì tôi học được trong sự nghiệp lãnh đạo của mình. John Maxwell. Giới thiệu. Nghệ thuật lãnh đạo phi thường sẽ tạo nên sự khác biệt. Nếu không có tài năng lãnh đạo hiệu quả, một doanh nghiệp không thể chinh phục được những mục tiêu của tổ chức và tiến bộ cũng không được đảm bảo. Tuy nhiên, trở thành một nhà lãnh đạo phi thường là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì cùng quyết tâm bền bỉ cùng mọi người vươn đến đỉnh cao. Cách đây gần 4 thập kỷ, John Maxwell hiến dâng cả sự nghiệp của mình để thấu suốt được những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo hàng đầu. Và trong quyển sách Tinh hoa lãnh đạo này, ông đã đúc kết kinh nghiệm của mình thành 26 bài học quý giá. Mỗi bài học hay mỗi thỏi vàng đều được xây dựng nhằm làm phong phú hơn cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của các nhà lãnh đạo và giúp họ trở thành những lãnh tụ có ảnh hưởng sâu rộng. Thỏi thứ nhất, cô đơn không làm nên cơ nghiệp. Lãnh đạo là phải kết nối. Ngay từ định nghĩa, người lãnh đạo phải có người tiếp bước và cô đơn đồng nghĩa bạn sẽ chẳng có ai theo chân mình. Các nhà lãnh đạo thành công luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc phối hợp với người khác nhằm thỏa mãn kỳ vọng và mục tiêu của họ. Tất cả các nhà lãnh đạo này đều tìm thấy sự trợ giúp trên hành trình của mình và họ xem đó là cơ sở để giúp đỡ người khác. Theo Maxwell, có sự khác biệt lớn giữa một vị sếp và một nhà lãnh đạo. Vị sếp sẽ nói tiến lên, còn nhà lãnh đạo sẽ nói hãy cùng tiến lên. Do đó, trở thành một nhà lãnh đạo phi thường nhưng đơn độc là điều rất khó khăn, nếu không nói là bất khả thi. Người lãnh đạo phải dành thời gian tự đánh giá bản thân nhằm xác định phong cách lãnh đạo của mình. Họ phải tự hỏi mình những câu như liệu tôi sẽ lãnh đạo tốt hơn trên phương diện khoa học, chiến lược, hoạch định tài chính hay nghệ thuật, kết nối, giao tiếp, truyền tải tầm nhìn. Mơ ước của tôi lớn đến đâu? Bằng cách nâng tầm mục tiêu và cho phép mọi người tham gia vào công cuộc chinh phục, người lãnh đạo sẽ có nhiều khả năng đạt được thành quả. Maxwell cũng lưu ý rằng nếu nguồn cảm hứng của họ tập trung vào sự thăng tiến trong công việc, người lãnh đạo sẽ có nguy cơ trở nên xem trọng địa vị, rủi ro sẽ kéo họ rời xa vị thế thật sự của mình. Các biện pháp thực tiễn nhằm dẫn dắt người khác trong nguyên lý này bao gồm giúp họ đánh giá mối liên hệ giữa họ đối với cấp trên, đồng nghiệp và thuộc cấp trong hệ thống tổ chức và hướng dẫn họ cải thiện mối quan hệ với người xung quanh. Thỏi thứ hai, người khó lãnh đạo nhất chính là bản thân bạn. Vì sao kẻ thù lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo lại chính là bản thân họ? Theo Maxwell, những người lãnh đạo sẽ đối mặt với khó khăn lớn nhất khi không thể đánh giá chính xác bản thân. Họ phải thấu hiểu nhược điểm của chính mình và học hỏi từ sai lầm cũng như thất bại để dẫn dắt bản thân hiệu quả hơn. Maxwell cũng lưu ý rằng nhiều người hành động trên những quan điểm khác nhau, họ có khuynh hướng phán xét người khác dựa trên hành vi của chính họ, thay vì tìm hiểu động cơ của đối phương. Vấn đề cũng phát sinh từ đó. Mặt khác, những nhà lãnh đạo kiêu căng và ích kỷ sẽ thiếu đi tinh thần học hỏi. Họ không thể cảm thông và kết nối với nhân viên. Hậu quả, những nhà lãnh đạo này thường đánh mất sự ủng hộ của thuộc cấp, cùng với sự hiệu quả trong khả năng dẫn dắt. Người lãnh đạo không được sự ủng hộ và tuân theo, Maxwell khẳng định, thường là kẻ tự kiêu, thiếu thực tế, cứng nhắc và độc đoán. Để tránh gặp phải những vấn đề trên, người lãnh đạo cần phải học cách được ủng hộ. Maxwell đã dẫn lời linh mục Fulton Sheen như sau. Nền văn minh sẽ luôn bị đe dọa nếu không ai chấp nhận phục tùng hoặc được trao quyền chi phối. Người lãnh đạo thành công cần phải quan tâm nhân viên chấp nhận phục tùng họ vì lẽ gì. Bên cạnh đó, họ cũng nên rèn luyện tính kỷ luật. Muốn đưa ra những quyết định nhất quán, họ phải học cách rút lại những lựa chọn sai lầm, cũng như sở hữu khả năng nhận biết thời điểm và phương thức hành động. Maxwell cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo thừa nhận thiếu sót của mình, cũng như tập hợp xung quanh những cá nhân có thể nâng đỡ họ lên một tầm cao mới. Theo quan điểm của ông, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm không chỉ đối với hành động của họ, mà còn cả hành vi của thuộc cấp. Ông đề xuất một giải pháp thực tiễn, đó là tuyển dụng một cố vấn đáng tin cậy có thể giúp họ đánh giá kết quả thường niên và cho phép họ xem xét liệu những mục tiêu quan trọng về phát triển chuyên môn và năng lực cá nhân có được đáp ứng hay chưa.
Thỏi thứ ba, xác định thời điểm then chốt trong lãnh đạo. Những đánh giá gần đây đã khẳng định rõ những gì giới lãnh đạo đang nhắm đến. Người lãnh đạo nên phản ánh hệ quả của những quyết định sống còn, từng thay đổi cuộc đời họ, nhằm xác định những quyết định thiết yếu nào sẽ ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo. Điều này sẽ giúp họ biết được liệu họ đã sẵn sàng ra những quyết định khó khăn khi cần thiết hay không. Điều kiện quyết định phương thức lãnh đạo của rất nhiều người. Những lựa chọn được quyết định trong hoàn cảnh khó khăn và nguy nan không chỉ tôi luyện khả năng của người lãnh đạo, chúng còn giúp mọi người hiểu rằng lãnh đạo cũng chỉ là con người. Maxwell gọi đây là thời điểm then chốt. Dù đó là lúc phải đối mặt với thất bại, xung phong xử lý một vấn đề, chịu đựng đau khổ, buộc phải lượng thứ cho sự công kích hay phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, thì thời điểm then chốt cũng chứng tỏ người lãnh đạo phấn đấu vì điều gì và lý do họ đứng ra dẫn dắt mọi người. Những quyết định thiết yếu này không chỉ thể hiện xuất phát điểm của nhà lãnh đạo, chúng còn vẽ nên tương lai họ sẽ trở thành qua những cơ hội, những bước ngoặt hay những mục tiêu mới. Maxwell đã phân thời điểm then chốt thành 4 giai đoạn. 1. Thời điểm thay đổi cơ sở, cơ hội thực hiện mục tiêu mới. 2. Thời điểm thay đổi suy nghĩ, cơ hội đánh giá lại các ưu tiên. 3. Thời điểm phá vỡ sự mơ hồ, cơ hội phấn đấu vì một viễn cảnh sáng lạn. Và 4. Thời điểm đột phá, cơ hội vươn lên một tầm cao mới. Nhằm tận dụng triệt để những thời điểm then chốt này, người lãnh đạo cần phải xem lại các thời điểm then chốt trong quá khứ, kinh nghiệm được chứng thực là người thầy tốt nhất. Chuẩn bị đưa ra những quyết định khó khăn trong tương lai bằng cách thấu hiểu bản thân từ thái độ, các ưu tiên, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu về gia đình, quá trình tư duy, các lĩnh vực theo đuổi, giải pháp tài chính, niềm tin, các mối quan hệ, lòng tốt, giá trị cho đến mục tiêu phát triển bản thân. Cố gắng hoàn thành càng nhiều càng tốt. Khi đứng ra dẫn dắt đoàn người và tách khỏi đám đông, tất cả sẽ chú ý đến những gì bạn làm. Thỏi thứ tư, khi bị đả kích, bạn biết mình đang dẫn đầu. Người lãnh đạo nên quen với việc trở thành tâm điểm. Maxwell đã giới thiệu một quy trình 4 bước giúp người lãnh đạo vượt qua những lời chỉ trích. 1. Thấu hiểu bản thân, một yêu cầu thực tế. Hãy nhận biết những lời chỉ trích đang nhắm vào cá nhân hay chức vị. Hãy tỉnh táo thừa nhận nhược điểm của bản thân, cũng như phát huy thế mạnh nếu có thể. 2. Thay đổi bản thân. Yêu cầu về trách nhiệm. Nếu lời phê bình là chính xác, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hành động vì điều đó và sẵn sàng thay đổi để có được những bước tiến xa hơn. Để xác định bản chất của lời chỉ trích, Maxwell khuyên độc giả nên tìm hiểu chúng xuất phát từ ai. Ngọn nguồn của lời chỉ trích rất quan trọng, đặc biệt nếu chúng đến từ nhân vật mà nhà lãnh đạo vô cùng kính phục. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu chúng thể hiện điều gì. Liệu đó là những đánh giá tiêu cực hay tích cực? Cuối cùng, hãy tìm hiểu nguyên nhân. Chúng phản ánh sự tổn thương và phẫn nộ của đối phương hay đơn giản là một lời đóng góp chân thành. 3. Chấp nhận bản thân. Vấn đề về sự trưởng thành. Người lãnh đạo phải sẵn sàng phát triển hết mức có thể, không chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người khác mà còn để phát huy hết tiềm năng cá nhân. Maxwell viết rằng, nếu bạn lo lắng về những gì mọi người nói về bạn, thì bạn đang tin vào quan điểm của họ hơn chính bản thân mình. 4. Lãng quên bản thân, vấn đề về sự an tâm. Kẻ vững tâm không nhất thiết phải lo lắng về bản thân họ mọi lúc mọi nơi. Nhờ thế, họ có thể tự do phục vụ người khác, làm điều đúng đắn và không chùn bước khi đối mặt với chỉ trích. Người lãnh đạo nên tham khảo cố vấn của mình về cách đối phó với sự chỉ trích. Dù nếu họ sẵn sàng mở lòng với người khác, nếu họ sẵn sàng thay đổi, hay nếu họ có thể đặt lợi ích của đội ngũ lên trên cái tôi cá nhân, thậm chí khi quyền lực của họ đang lung lay. Thỏi thứ 5, không làm việc một ngày trong đời. Bí quyết giúp khám phá tiềm năng bản thân và tận hưởng hành trình đến đỉnh cao chính là phải nhận thức được bạn đam mê điều gì nhất và phấn đấu trở thành người giỏi nhất. Đam mê là điều kiện thiết yếu cho thành công, bởi vì chỉ tài năng là không đủ. Nhiều kẻ với tài năng thiên bẩm vẫn không thể chạm đến thành công. Đam mê là động lực kiên trì, cơ hội có thể mở cửa. Nhưng hành trình đến đỉnh cao vô cùng gian nan và nhiều kẻ đã phải bỏ cuộc. Chỉ kiến thức là không đủ. Khôn ngoan không làm nên người lãnh đạo. Ngay cả bằng cấp ưu tú cũng không thể đảm bảo cho thành công. Một đội ngũ tuyệt vời là điều thiết yếu, nhưng vẫn không thể đảm bảo thành công sẽ đến.
Người lãnh đạo mang trong mình niềm đam mê đối với công việc của họ sẽ sở hữu nguồn năng lượng lan tỏa và được tiếp sức bởi ý chí quyết thắng. Mọi người sẽ bị nhiệt huyết của họ thuyết phục và hết lòng giúp họ chinh phục mục tiêu. Maxwell đã khẳng định, công việc tuyệt vời nhất sẽ khiến bạn không phân biệt được mình đang làm việc hay chơi đùa. Không có công việc nào luôn đem lại niềm vui, nhưng xác định động lực trong công việc lại là bí quyết khám phá tiềm năng. Điều này không chỉ đúng đối với người lãnh đạo mà cả thuộc cấp của họ. Người lãnh đạo khôn ngoan sẽ sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác sống đúng với đam mê của mình. Đam mê giúp chúng ta tiếp tục tiến bước khi tất cả đã từ bỏ. Chúng sẽ tác động và khích lệ người khác theo chân chúng ta. Thỏi thứ 6. Lãnh đạo giỏi là người biết lắng nghe. Quan tâm đến thuộc cấp là điều quan trọng không thể bỏ qua và cách đơn giản nhất chính là lắng nghe họ. Tuy nhiên, theo Maxwell, đa số chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đã là người biết lắng nghe, trong khi các nghiên cứu lại chứng minh rằng nhận định đó là sai lầm. Một nhà lãnh đạo có thể dành nửa ngày làm việc chỉ để lắng nghe người khác, nhưng có lẽ chỉ 2 giờ đồng hồ là đủ. Trong đó chỉ có 1 giờ để lắng nghe thật sự, còn lại là 30 phút thấu hiểu, 15 phút tin tưởng và cố gắng ghi nhớ tất cả trong khoảng 8 phút. Hiển nhiên, ông cũng khuyến khích người lãnh đạo nên chủ động lắng nghe. Biết lắng nghe là cách tốt nhất để mở rộng quan điểm và theo sát những gì đang diễn ra trong tổ chức. Chúng cũng giúp ngăn chặn các vấn đề trước khi nhen nhóm. Lắng nghe còn là cách học hỏi hiệu quả nhất. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những người lắng nghe tốt luôn là người giao tiếp giỏi, sẵn sàng nắm bắt các ý tưởng, kỳ vọng và mối quan tâm từ các thành viên trong tổ chức. Họ cũng có khả năng truyền đạt quan điểm của chính mình. Để trở thành người biết lắng nghe và giúp người khác đạt được điều tương tự, Maxwell khuyên các nhà lãnh đạo nên đánh giá lại bản thân trong các cuộc họp. Họ nên ghi chú và so sánh giữa thời lượng nói và thời lượng lắng nghe người khác, xác định những ai phát biểu nhưng cảm thấy không được lắng nghe và tập nhìn vào mắt người nói cũng như thể hiện sự tập trung. Để kết nối và động viên người khác, bạn phải hiểu được họ là ai. Đó là cách người lãnh đạo dẫn dắt thuộc cấp và giúp họ phát huy hết tiềm năng. Thỏi thứ 7. Tìm đất dụng võ. Người lãnh đạo cần phải tập trung khai thác thế mạnh của chính mình hoặc những khả năng đặc biệt họ sở hữu. Tuy trách nhiệm của người lãnh đạo yêu cầu họ phải hoàn thành vô số công việc, nhưng họ chỉ thực hiện hiệu quả nhất khi đầu tư công sức vào lĩnh vực sở trường. Người lãnh đạo có thể xác định và phát huy thế mạnh bằng cách tập trung vào những gì họ làm tốt nhất, lắng nghe những lời khen ngợi từ người khác, tài năng thật sự luôn thu hút được sự chú ý, và làm những công việc giúp phát huy sở trường, đồng thời hãy đầu tư tâm sức vào khả năng xuất chúng của mình. Cạnh tranh là chất xúc tác hiệu quả và có thể giúp người lãnh đạo nhận ra họ thật sự xuất sắc trong lĩnh vực nào. Thỏi thứ 8. Nhiệm vụ đầu tiên là phải thực tế. Người lãnh đạo nên sẵn sàng đối mặt với vô số khó khăn trên cuộc hành trình. Đó là điều kiện bắt buộc nhằm đánh giá khả năng giải quyết vấn đề. Maxwell cũng cảnh báo rằng việc tìm kiếm giải pháp luôn đòi hỏi những mục tiêu thực tế. Hãy rèn luyện cách suy nghĩ thực tế. Nhờ vậy, chúng ta có thể nhận biết được hệ quả từ hành động của chúng ta rõ ràng hơn những người xung quanh. Kẻ tiếp bước sẽ phụ thuộc vào người dẫn đường, nên người lãnh đạo phải tỉnh táo khi đối mặt với mọi tình huống. Thường tồi tệ hơn chúng ta dự kiến, quá trình thường kéo dài hơn mọi người vẫn nghĩ và chi phí thường cao hơn dự kiến ban đầu. Maxwell đã cung cấp 4 giải pháp giúp người lãnh đạo đề phòng những suy nghĩ thiếu thực tế. 1. Nhận thức mọi chiều hướng suy nghĩ thiếu thực tế. 2. Trọng dụng những thành viên thực tế, tuyển mộ những thành viên biết cách bổ sung thay vì sao chép người khác. 3. Tạo dựng môi trường nơi mọi người có thể đóng góp cởi mở và chân thành. 4. Mời gọi những ánh mắt trung lập. Quan điểm của người ngoài có thể soi sáng định hướng doanh nghiệp thông qua lời khuyên của các chuyên gia tư vấn đáng tin cậy trong lĩnh vực đó. Khi đối mặt với thử thách, người lãnh đạo nên xác định mọi yếu tố ảnh hưởng, đánh giá các lựa chọn, cũng như xây dựng và tiến hành một chiến lược thực tế nhằm xử lý tình huống. Sau cùng, người lãnh đạo cần phải đảm bảo đội ngũ phải toàn tâm toàn ý. Thỏi thứ 9. Muốn biết cách lãnh đạo, hãy quan sát nhân viên. Sự tồn vong của một tổ chức phụ thuộc vào sức mạnh của nhà lãnh đạo, nhưng thành quả cuối cùng lại được đánh giá dựa trên hiệu quả của các thành viên. Những nhà lãnh đạo xuất chúng sẽ tối ưu hóa thành quả của mình bằng cách thúc đẩy thuộc cấp một cách hợp lý.
Khi người lãnh đạo biết họ đang hướng đến đâu, mục tiêu là gì và xây dựng được lòng tin nơi thuộc cấp, thì ảnh hưởng tích cực từ lòng tin ấy sẽ lan tỏa đến toàn bộ đội ngũ. Người lãnh đạo không thể thay đổi con người, nhưng có thể thay đổi môi trường nhằm kích thích tăng trưởng. Mọi người sẽ vững bước tiến lên khi họ cảm thấy được trọng dụng, và người lãnh đạo thể hiện được phẩm chất và nhiệt huyết có thể giúp họ phát huy sở trường. Nếu người lãnh đạo không tin tưởng các thành viên, họ sẽ chỉ tin vào bản thân thay vì người dẫn dắt họ. Và như Maxwell đã nói, không có người tiếp bước sẽ không có lãnh đạo. Thỏi thứ 10, đừng cố gắng biến vịt thành đại bàng. Trong triết lý của Maxwell về nghệ thuật lãnh đạo, những nhà lãnh đạo thực thụ sẽ bỏ tâm sức nhằm dẫn dắt và phát triển nhân viên. Và để sự đầu tư ấy đem lại kết quả, họ phải xác định kỳ vọng thực tế về những gì mỗi cá nhân có thể đạt được. Lãnh đạo hoàn toàn là nghệ thuật đặt con người vào đúng con đường giúp họ chinh phục thành công. Con người không thể phấn đấu trở thành thứ họ không muốn trở thành, và Maxwell đã sử dụng một phép ẩn dụ để minh họa cho quan điểm này. Vịt là bậc thầy về một số khả năng nhất định. Chúng là những tay bơi cừ khôi, quen sống theo bầy và rất giỏi trong việc chinh phục những mục đích chung. Tuy nhiên, chúng lại không có tham vọng vươn đến đỉnh cao. Ngược lại, đại bàng là loài khao khát bay cao và bay xa. Chúng sẽ vô cùng hoang mang nếu buộc phải lao xuống nước. Vì vậy, dù được trang bị nhiều nguồn lực và được huấn luyện chu đáo đến đâu chăng nữa, vịt cũng không thể biến thành đại bàng. Muốn thành công, mỗi người phải trung thành với đam mê và khả năng của mình, và tất cả sẽ chiến thắng. Người lãnh đạo phải luôn khuyến khích thuộc cấp bứt phá khỏi vùng an toàn, chứ không phải thế mạnh của họ. Một người lãnh đạo có khả năng nhận thức thực tế, chứng tỏ anh ta có lối tư duy thực tế. Nhờ vậy, ta có thể nhận biết hệ quả sâu xa từ hành động của mình rõ hơn những người xung quanh.